Hello, xin chào các bạn nha. Hết tuần nữa rồi các bạn ơi. Hôm nay mình cà ca sớm về tranh thủ đi câu các bạn. Ra mé sông Sài Gòn. Hôm nay mình săn cá trai nha các bạn. Sông Sài Gòn ngoài đó nè các bạn ơi. Ở đây là cái cống đó, nó làm chưa xong, nó gào lại này các bạn. Mình đi ra ngoài đó không được, mình câu trong mét trong cống nha các bạn. Rồi mình quăng câu nãy giờ nè, quăng ở phía trong rồi các bạn ơi, không có đi ra ngoài được. Mình quăng nãy giờ thấy có dấu hiệu cá ăn đó các bạn. Hy vọng là hôm nay có lý nha các bạn ơi. Rồi ok, lát mình quay tiếp nha các bạn. Cám đẳng chiều giờ thấy em đua mình là móc màu vé mình câu cá trê các bạn. Bây giờ được hàng cá trê nhỏ không quay dính một con cá trê nữa các bạn ơi, mới dính được con cá trê. Cho mình vào rộng thôi. Ôi. Ba con cá trê rồi. Ba con cá trê nha các bạn. Vào rộng thôi. Con nữa. Câu tay câu có lý hay câu máy nữa. Giờ này người ta đi qua câu nhóc luôn đó các bạn. Bên sông Quảnh người ta để câu nhóc nha nè. Bây giờ vô cũng 4 anh xe các bạn. Mình sớm giờ được 3 cá trê nhỏ, 2 cần máy câu cám thêm ra. Mình ngâm đó luôn. Rồi, video này hay dở gì các bạn cũng cho mình một đăng ký ủng hộ tinh thần nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.